Rồi, xin chào cả nhà nha. Thì đầu video cả nhà trong kênh Săn Bắt Vĩnh Long gửi đến cô dì chú bác, anh chị và các bạn gần xa một ngày được nhiều sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay cũng vẫn tiếp tục đi lên bằng Nguyễn, đó là trải nghiệm săn bắt các anh cả nhà. Thì đi lên đây đi tìm kiếm những cái tổ ong gừng để quay chia sẻ cho cả nhà xem nha. Thì ngày hôm nay thì cũng đi với bằng Nguyễn mà là trải nghiệm săn bắt cả nhà, mà cũng như là cũng bằng Nguyễn đó cũng có anh em mới điện bằng Nguyễn chạy qua trải nghiệm săn bắt cả nhà, qua bắt cái tổ ong ở trên cây cây gòn cả nhà ơi. Đó. Đây bạn đây, bạn đây cả nhà nhìn thấy đông quá này, hôm nay quá trời đông luôn rồi cả nhà. Đây là cũng ngoan nha đó. Đây ông anh ông ở sớm nha, đây nhật luôn đây cho đủ đủ mặt luôn, quá trời đông khán giả cả nhà. Quá trời đông cả nhà ơi, nói chuyện hơi khớp luôn rồi. Nói cái ổ ong thì cũng gọn gọn cả nhà ơi, mà nhìn cái đầu mặt thì nó cũng được được nè, ở trên đó đó cả nhà, đâu phải trên cây gòn đâu, khá là cao luôn cả nhà ơi. Cây gòn này thì đi về đinh lên cả nhà, gòn này chưa ôm lên không nổi, gòn khá là bự, quải trưởng cây gòn không cả nhà. Đây cho anh có mười mấy mét đó cả nhà ơi, cỡ 13-14 mét là tầm cái đó luôn đó cả nhà. Đó. Thì cái ổ này cả nhà ơi, bây giờ cũng lên là cắt dĩ luôn nha cả nhà, để cho nó đi nơi khác nó đóng, để ở đây thì chủ nhà vô mà quýnh mấy đứa cháu hoài đó cả nhà, cũng như vô chích hoài đó. Rồi cho nên ông chủ cũng kêu phá luôn nha, nếu mà cả nhà có xem thì cả nhà cũng thông cảm giùm Săn Bắt Vĩnh Long nha. Rồi bây giờ để trang bị đồ nghề lên cả nhà, bắt đầu lên chinh phục cả nhà ơi. Quá trời hôm nay bắt cái ổ này quá trời anh em luôn rồi, cho cô dì chú bác anh chị ngồi quá trời luôn cả nhà. Ba lít, ba lít đâu? Nhìn thấy cũng được được cả nhà. Cũng được được chứ mà. Nếu mà không khô có lý. Hả? Không, lên đại. Dạ được. Dạ được được được. Rồi, lên cái này. Cào lắm nghe nha. Chó thuốc cũng gỡ. Sao thấy nó bung bung ra, sao nhìn thấy cái đầu nó sụp sẹp kì. Lên cho nó dễ cả nhà.
tổ ong nè. Gió lung lơ lung lơ. Đó. Đống kèo cũng khá lớn cả nhà, cái đầu mặt ngoài như thế cũng khì khì. Quá trời đã luôn cả nhà. Bên đây nè. Lần nữa cả nhà ơi, bây giờ thì cũng phá dĩ luôn nha cả nhà, để nó vô nó cắn mấy đứa bé hoài đó, rồi cho nên ông chú ông kêu bắt luôn, của cắt dĩ luôn nha cả nhà, cả nhà xem cũng cả nhà thông cảm nha. Rồi để coi có mặt không nha cả nhà. Xây dừa mình sở thiếu đó nha, cho nên mình không có gọc sâu không để rồi giờ cho nó ra nha. Có ông này hung lắm nha, hung lắm á, rồi thua luôn rồi, thua rồi. Thank you.
luôn. Rồi để xuống dưới cho cả nhà xem. Chứ bây giờ thì anh nó mình có để bỏ nhĩ cho nữa cả nhà. Con luôn. Khô nha cả nhà. Mình phải chịu thôi chứ sao vậy. Ở dưới đất thì trèo lên đây thì đâu có biết được nha cả nhà. Rồi bây giờ để xuống cả nhà. Kiếm đường xuống nè. Ủa ông nó hung ghê thiệt. Thua rồi. Thua rồi. Ủa quay chia sẻ cho cả nhà xem chứ. Mặt thì không có nhiều. Quá trời ơi, ông nó nhìn thấy cũng hơi lớn lớn đó nha. Ngạt một cái. Ở đầu mặt nó không được lớn. Hai nữa nó bị khô nữa cả nhà. Quá quýnh rồi cả nhà, đèo tới đây nè. Tiêu rồi. Tiêu rồi Linh ơi. Banh. Coi nè. Coi cục mặt có đau lòng thiệt không? Phấn hả? Còn trời phấn ơi nữa sĩ thiệt. Nữa sĩ hả? Nữa nè. Trèo lên cao dễ hổ khó đi, khó trèo nữa mà chừng nữa sĩ mặt nó cũng vàng anh nữa cả nhà. Vàng chanh đó. Hết ham sự đời thiệt nè. Đau không? Đau đau không? Nhìn muốn bệnh luôn đó chưa? Nè, nhìn thấy nó khì, hồi nãy nó khì thứ ghê luôn ha. Tại á là nó đóng dĩ, nó bị chàm dĩ. Nó bị chàm dĩ á, cho nên nhìn thấy nó khì. Anh em cắt luôn đi chứ gì mà đúng quá, hồi nãy nó khì, nó khì phải rồi đó nè. Chui lỗ tai hả? Rồi, bây giờ thì cả nhà cũng cho kênh Săn Bắt xin kết thúc cái đoạn video này luôn nha. Nếu mà cả nhà có xem thì cả nhà nhớ
like và chuông, và để nhận những cái video mới từ kênh Săn Bắt Vĩnh Long nha cả nhà. Bye cả nhà luôn nha. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha. Quá trời chích. Bye luôn ơi. Bye cả nhà. Chích tổng nhóc giờ người ta chân nè.